Chào các bạn, mình là Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Chuyện là ở video trước mình đã định nghĩa về định kiến cũng như là góc nhìn cá nhân khi mà bị định kiến rồi. Tiếp tục với video ngày hôm nay, mình nghĩ là mở đầu các bạn sẽ không thích nghe đâu. Nhưng mà chúng ta phải công bằng chứ đúng không? Thì nôm na định kiến nó là khi mà chúng ta nhìn thấy một sự vật, sự việc, bề nổi của cái sự vật, sự việc đó, chúng ta sẽ đánh giá mà chưa biết bức tranh tổng thể. Nôm na nó là như vậy. Vậy thì các bạn đã bao giờ có định kiến với người khác chưa? Thành thật nha, những lúc như vậy, các bạn đã làm gì? Mình trước đi ha. Có một lần, mình gặp một bạn nữ kia, kiểu xinh xắn, mong manh theo kiểu mà cần được che chở ấy, nhưng lại có một hình xăm ở cổ. Trong đầu mình ngay lập tức có suy nghĩ, bạn nữ này dưng chơi pa pup các kiểu luôn, vì rõ ràng con gái nhà lành ai lại đi xăm, nhất là xăm ở cổ. Đó, mọi người thấy không? Rõ ràng là mình chưa biết gì về người ta hết, mình cũng chưa tiếp xúc qua, mình chỉ nhìn thấy cái ngoại hình thôi. Là trong đầu mình có cái suy nghĩ đó, nhưng mà không phải vì vậy mà mình chọn đối xử với bạn đó theo một cách khác đi. Vì mình biết rõ tính cách của bạn đó, ngoại hình của bạn đó không chỉ xác định dựa vào mỗi cái hình xăm không. Và kinh nghiệm xương máu của bản thân á, là nhiều người có vẻ ngoài gai góc như vậy thôi, nhưng mà khi mà tiếp xúc với họ, khi mà chơi chung với mấy ba mấy má đó, thì nhiều khi lại mặn không tưởng luôn. Nói tới đây, không phải vì muốn chứng tỏ mình là một con người không định kiến, không thiên kiến, mà bạn sẵn sàng hành xử ngược lại. Ví dụ như, trời ơi sao hôm nay nói chuyện hay lẹo lưỡi quá ta. Cho mình làm lại ha, mình xin lỗi. Ví dụ như là khi mà gặp một người có ngoại hình gai góc, nguy hiểm, xăm đầy mình cái kiểu, thì nhiều người sẽ chọn cách là xa lánh và dè biểu đi. Thì bạn không cần biết gì hết, bạn cứ nhào vô, bạn làm thân với người ta, bạn cứ đinh ninh trong đầu là người ta là một người tốt mà, dù bạn chưa biết gì về người ta hết. Điều đó là không nên nha. Tính cách của một người, dù là một người bình thường hay là một người bị xã hội gán định kiến, cũng không phải là chuyện bạn có thể hiểu rõ được trong ngày 1, ngày 2. Nó cần thời gian để tìm hiểu. Bạn đồng ý không? Nên là tốt nhất vẫn giữ một cái thái độ trung lập cho mọi thứ. Ông bà ta có cái câu rất là hay, đó là đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong. Thật, có nhiều người chúng ta tưởng họ là như vậy, nhưng mà rốt cuộc lại không phải như vậy. Hoặc là thậm chí là còn tệ hơn cả như vậy nữa. Một nửa của sự thật chưa chắc đã là sự thật. Nên là nếu mà được á, thì hãy cố gắng cư xử với mọi người một cách bình thường thôi. Không thiên vị, cũng đừng phân biệt đối xử. Một lần khác mình tham dự workshop đi, thì mình cảm thấy như mọi người trong buổi workshop đó có một định kiến. Đó là khi mà được mời lên nêu cảm nghĩ cũng như là trả lời câu hỏi, dù là một câu hỏi định nghĩa thôi nha, nhưng mà họ lại cố tình kéo dài cái câu trả lời của mình ra và thêm nhiều từ chuyên sâu vào. Mà cá nhân mình thấy nha, nó không thật sự cần thiết, nó sẽ làm sao lãng người nghe, và thậm chí là họ sẽ không nắm bắt được câu trả lời. Như thể là mọi người trong đó có một cái định kiến là một cái câu trả lời hay phải là một cái câu trả lời thật là dài và thêm nhiều từ chuyên sâu vào. Cũng dễ hiểu nếu mà có cái suy nghĩ đó, vì đây cũng là một trong những cái tiêu chí mà dùng để chấm điểm IELTS Speaking. Chia sẻ về chủ đề này thì nó cũng khá là khó nói ha, tại vì nó tùy vào quan điểm của mỗi người nữa. Ở góc độ của mình thì suy nghĩ của mình như thế nào mình sẽ nói ra như vậy. Có thể là đối với những người xem ngồi trước màn hình, các bạn sẽ có suy nghĩ khác mình, nhưng mà cũng đừng có vội công kích nhau ha. Tại vì mục đích của mình á, cũng là chỉ muốn hy vọng là chia sẻ suy nghĩ của mình đến với các bạn, để mà chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu rõ cái chủ đề lớn của vlog thôi. Khi mình chia sẻ là tao cảm thấy là mọi người trong đây đang có cái định kiến như vậy cho một cái người bạn đi chung với mình, thì người bạn đi chung với mình á, lại quay ngược lại hỏi mình, hay là mày đang có định kiến với những người đó. Mình cũng nghĩ qua là bạn của mình sẽ hỏi mình cái câu nói đó, nên là trước khi chia sẻ cảm nghĩ, mình cũng đã tự hỏi chính bản thân mình là mình không biết những người đó từ trước, mình cũng không hề ghét họ,
mình cũng có công nhận những cái đóng góp ý kiến của những người đó. Nghĩ tới đó thì mình xác nhận là à, đây không phải là định kiến mà là những cái câu hỏi dài đó nó thật sự gây hoang mang cho bản thân mình. Kiểu người này thì cho là người kia đang có định kiến với mình, người kia thì cũng suy nghĩ ngược lại. Tôi đang cho rằng bạn đang có định kiến một cái câu trả lời dài thì sẽ là một cái câu trả lời hay. Còn bạn thì bạn cũng nghĩ là tôi đang có định kiến với bạn. Rối não hả mọi người? Thế rồi, mình cũng đã chia sẻ những cái suy nghĩ đó cho người bạn đi chung để bạn đó có thể hiểu mình thêm. Có qua có lại, mình đã dũng cảm thừa nhận những lần mình có định kiến hoặc là bị cho là có định kiến. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã từng có định kiến với người khác chưa? Những lúc như vậy, các bạn đã làm gì? Mình rất là mong muốn được biết những cái suy nghĩ của các bạn đó. Các bạn hãy bình luận phía dưới cho mình cùng biết ha. Tiếp theo sẽ là một cái câu hỏi lớn, đó là có định kiến thì có sai không? Định kiến là thứ chúng ta dựa vào bề nổi để mà đưa ra đánh giá mà mình sẽ cho là đánh giá một. Vậy thì đánh giá một có sai không? Này thì mình sẽ xin chia sẻ theo góc độ cá nhân của mình ha. Thì nó không sai, chỉ là nó chưa đủ thôi. Sẽ có hai vế nha, không sai và chưa đủ. Không sai nghĩa là sao? Không phải tự nhiên chúng ta sinh ra định kiến. Mượn tiếp một cái câu nói, tự nhiên tiếp cái lên giọng ta. Mượn tiếp một cái câu nói của ông bà chúng ta đi, đó là không có lửa làm sao có khói, tâm sinh tướng. Một người họ sống ra sao, giá trị quan của họ như thế nào, đôi khi một cách vô tình hay là cố ý, họ sẽ chọn bộc lộ ra bên ngoài. Lấy ví dụ như một người đàn ông bận đồ nhăn nhúm đi, thì chúng ta có thể suy đoán là ông là một người lượm thượm cẩu thả. Đó chính là đúc kết từ những cái kinh nghiệm trước đó. À, trước đó chúng ta thấy những cái con người họ có tính cách lười biếng nè, cẩu thả nè, nên họ không chọn cách là ủi đồ trước khi ra đường, nên đồ của họ lúc nào cũng trong trạng thái là nhăn nhúm lượm thượm. Thời gian á sẽ giúp chúng ta rèn luyện cái khả năng phân tích đó. Định kiến thì giữ cho mọi thứ đơn giản để chúng ta có thể dành nhiều năng lượng để thực hiện những cái hoạt động khác trong ngày. Ngoài ra á, định kiến nó cũng giống như cái tôi vậy. Cái tôi á chính là những cái quan điểm, những cái suy nghĩ của bản thân được dựng nên để bảo vệ chính bản thân chúng ta khỏi những cái mối nguy hiểm phía bên ngoài. Như triết gia Descartes có một cái câu nói á, đó là tôi tư duy nên tôi tồn tại. Thứ lỗi cho mình nếu mà mình phát âm sai ha. Ý thứ hai, chưa đủ, đó là mình chưa nhìn từ bức tranh tổng thể để mà đưa ra đánh giá cuối cùng. Lấy ví dụ trước là người đàn ông bận đồ nhăn nhúm đi, thì có thể bình thường ông là một người gọn gàng, chỉ là hôm nay có việc gấp ra đường, không có thời gian ủi đồ nên ông đành bận chiếc áo nhăn nhúm đó. Mình nghĩ như vậy nè, quan trọng không phải là chúng ta cấm bản thân không được có những cái suy nghĩ tiêu cực hoặc là không được phép đưa ra định kiến, vì nó là một phần trong ta, nó là bản năng rồi. Như một đoạn mà mình rất là tâm đắc trong cuốn sách của tác giả Thích Nhất Hạnh. Trong đó có một đoạn đề cập như vậy nè, mà mình xin phép á, là mình nói ý thôi nha, tại vì nếu mà cụ thể từng lời từng chữ á, thì mình đã quên cụ thể nó nằm ở trang mấy rồi. Đó là việc chấp nhận sự sợ hãi của bản thân á, chính là nền tảng để giúp chúng ta vượt qua nó. Tương tự á, việc chấp nhận những cái cảm xúc tiêu cực trong mình, đó là bước đầu để mình nuôi dưỡng những cái cảm xúc tích cực về sau. Theo mình, điều quan trọng không phải là đầu óc chúng ta suy nghĩ cái gì, mà là chúng ta sẽ làm gì với những cái suy nghĩ đó, dù là tích cực hay là tiêu cực. Cũng giống như việc chúng ta nghe một cái lời nói từ người khác đi, chúng ta đâu thể cấm họ không được nói đâu, đúng không? Điều chúng ta có thể làm và làm tốt nhất chính là chọn lọc thông tin mà tiếp thu, hành động. Mà việc chọn lọc thông tin để tiếp thu á, nó cũng tốn rất là nhiều năng lượng nha. Nên là hãy cố gắng rèn luyện cho bản thân một cơ thể thật là khỏe mạnh. Tưởng không liên quan nhưng mà liên quan không tưởng đó. Khi bạn mệt mỏi, bạn có dễ quạo không? Bản thân mình thì có đó. Và cách mình làm để mà mình cải thiện tâm trạng á, mà mình đánh giá là nó hiệu quả nhất, hiệu quả vượt xa những cái phương pháp được gợi ý như là ăn đồ ngọt nè, đi chơi nè. Cái cách hiệu quả nhất đó là tập thể dục. Tập thể dục tưởng chừng làm cơ thể thêm mệt mỏi nha, nhưng mà khi mà bạn hoàn thành xong bài tập của mình 10 phút, 10 phút thôi, một cách nghiêm túc là bạn sẽ cảm nhận thấy rõ
tâm trạng của mình nó lên hẳn luôn, nó được cải thiện đáng kể luôn. Không tin thì bạn có thể thử. Tự nhiên lúc đó là bạn có năng lượng để bạn chọn lọc nè. Thậm chí mà mình sẽ dùng từ là kiên nhẫn với mọi thứ xung quanh luôn. Mặc dù bản thân hay chọn tập thể dục vào buổi sáng, nhưng mà mình cảm thấy cái phần năng lượng tăng thêm, cái tâm trạng đó nó duy trì cho tới ngày hôm sau luôn. Điều đó nó cũng góp phần lớn khiến cho mình không hành động theo cảm tính, bản năng của bản thân nữa. By the way, mình đã chia sẻ với mọi người một tips giúp giữ cho tâm trạng luôn ổn định nè, cũng như là một trạng thái dồi dào năng lượng. Đó chính là tập thể dục. Có làm thì mới có ăn. Có bỏ công sức thì mới mong có thu hoạch chứ đúng không? Nên là sau khi xem hết chiếc video này của tôi á, thì ngay lập tức mở liền một cái video khác. Tập cardio, tập yoga gì cũng được. Tập liền cho tôi đi. Nhắc hoài tôi mệt lắm. Thật sự. Khoan khoan, cuối cùng thì cho mình xin phép một vài phút để mình kể khổ nha mọi người. Đó là tìm thông tin của cái chủ đề định kiến này á. Nó cũng khá là cực đối với mình đó mọi người. Kiểu về chủ đề định kiến á, nó là một cái gì đó nó mơ hồ, nó trừu tượng. Cũng như mình có tra trên web á, là web cũng có nói á, là có rất là nhiều cách khác nhau về định nghĩa của định kiến dưới góc nhìn của các nhà xã hội học. Từ đó mang đến cách tiếp cận và triển khai khác nhau. Mà mình ý thức á, những gì mình đem lên đây nói á, thì trước nhất nó phải đúng cái đã. Mình cũng sợ nói sai vậy. Mình cũng sợ bị ném đá vậy. Những thông tin mình tìm được á, lúc đầu thì nó khớp nhau, tự nhiên lúc sau thì nó rời rạc. Nên là trong suốt một tuần liền mình không biết mở đầu cái chủ đề này nó như thế nào. Nhưng mà cuối cùng cũng hên là nó cũng xong theo đúng như ý mà mình mong muốn nhất. Mình nghĩ là sẽ còn thiếu sót chứ, nhưng mà mình đã cố gắng rất là nhiều rồi. Nếu mà có góp ý á, thì mình không mong các bạn sẽ nương tay. Chỉ là mình hy vọng các bạn có thể góp ý một cách tích cực, mang tính xây dựng, để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Mình cảm ơn trước. Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình và để mình tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.